Rồi rồi, tắm xong đó. Rồi rồi, rồi về lên, rồi về lên. Ừ rồi, tiếp rồi, rồi rồi. Rồi, ừ rồi. Ừ. Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sở Thể Thao và tiếp tục cuộc hành trình với những võ sĩ mà không nhiều người biết đến, với những giải đấu không nhiều người được dự. Hôm nay kênh Sở Thể Thao sẽ tiếp tục gửi đến với quý vị một gương mặt, đó là trận đấu ở trên đất Thái Lan, cụ thể là ở thành phố Chiang Chiti, vùng giáp với Malaysia của Thái Lan, với sự xuất hiện của võ sĩ đang ở góc xa màn hình Tất Vàng Diệp Minh Tuấn. Anh thi đấu ở sự kiện lần này với dưới màu áo của câu lạc bộ Sài Gòn Moi Club, và đây là những diễn biến của trận đấu này. Theo như thông lệ thì cứ hàng năm đến dịp Tết của mùa tháng thì câu lạc bộ Sài Gòn Moi sẽ dẫn quân các võ sĩ của Việt Nam sang Thái Lan để thi đấu. Và ở sự kiện lần này có, mình nhớ không nhầm, là 8 võ sĩ của Việt Nam sang Thái Lan thi đấu. Và mình sẽ lần lượt gửi đến với mọi người từng trận đấu một. Ở trận đấu trước thì chắc mọi người biết đó là trận đấu của Phan Minh Lộc. Minh Lộc thì cũng sử dụng đàn trỏ rất là thành thạo và cũng đã sớm hạ gục võ sĩ của Thái Lan. Và đây là trận đấu tiếp theo của câu lạc bộ Sài Gòn Moi với Diệp Minh Tuấn. Hôm quay chắc chắn là sẽ không được đẹp, tuy nhiên là cũng cố gắng gửi đến mọi người những cái hình ảnh về những võ sĩ của Việt Nam thi đấu ở nước ngoài. Mọi người có thể cảm nhận được cái không khí rất là đông đúc của những người Thái trên mảnh đất Thái Lan. Thì đây vẫn là một trong những môn võ được yêu thích nhất của Việt Nam. Ở trận đấu này thì chúng ta sẽ chứng kiến màn tỉ thí của hai võ sĩ theo thể thức chuyên nghiệp, đánh 5 hiệp. 4 hiệp đầu sẽ là 3 phút, còn hiệp đấu thứ 5 sẽ là 1 phút. Trận đấu này thì diễn ra vào khoảng 4 của người Thái Lan. Và có thì mới đây câu lạc bộ Sài Gòn Moi cũng đã tổ chức sự kiện Moi Đạt Hòa cho một sự, và cũng đã có được rất nhiều người đến dự. Diệp Minh Tuấn thì khi đó đã thi đấu với võ sĩ của, mình nhớ xem nào, Diệp Minh Tuấn thi đấu ở trận đấu mới đây 8/6 thì Tuấn đã được thua võ sĩ của chủ nhà Trần Linh. Trận đấu đó thì cũng kéo dài 3 hiệp 3 phút thôi. Tốt. Cái chân nó kẹ, chân phải đau rồi, chân trái đau rồi đó, đá đùi. Đùi, mạnh không? Ở đêm đấu này thì chúng ta sẽ có thêm các trận đấu đáng chú ý khác như là Phạm Ngọc Mẫn, như là Diệp Minh Tuấn, như là cậu bé mà mình vừa mới giới thiệu lúc nãy. Rồi, rồi. Ngoài ra thì cũng có hai sư phụ của Thái Lan đang dạy ở Việt Nam cũng sang bên này thi đấu, hòa vào không khí chung của giải đấu. Nhiều người thắc mắc là tại sao các võ sĩ của Sài Gòn Moi thì thường là một quần thường ở bên cờ Việt Nam, ở bên cờ Thái, thì có lẽ là cũng do kết nghĩa với các câu lạc bộ bên này, ra là họ cũng tôn trọng và đã để cờ của hai quốc gia in ở trên quần của mình. Cả ép tốt của Diệp Minh Tuấn.
nói mùa hai coi, mùa hai đã, mùa hai đã đi. Nói chung là đi sang nước ngoài thi đấu thì mọi người cũng thấy được là cái tinh thần của các võ sĩ Việt Nam như thế nào. Là cái việc cắt cân đảm bảo cân thì thường thường những chuyến đi này mình chứng kiến là các võ sĩ của chúng ta cũng không có nhiều cái thời gian để đi du lịch, họ cũng chỉ quanh quẩn để mà đảm bảo được đủ. Và sau khi bước lên bàn cân trọn vẹn, tức là đảm bảo được số cân, thì lúc đấy võ sĩ mới được chắc chắn là sẽ thi đấu. Thì họ cũng sẽ dành nguyên cái ngày thi đấu đó để mà tính dưỡng cho đến khi bước lên sàn. Và đó thì xuất cả thắng hay thua thì chưa biết, nhưng mà nguyên thời gian từ lúc sàn đến lúc thi đấu tức là như vậy. Và sau đó thì họ có thêm ngày để nghỉ ngơi. Ai mà không có thể đi chơi đi mua sắm, sau đó thì trở lại Việt Nam luôn. Cho nên là việc mà các võ sĩ đi nước ngoài thi đấu chưa chắc đã là một cái gì đó lý tưởng. Bản thân Nguyễn Trần Duy Nhất thì điểm mà đánh One Championship mà như lần trước mình có bám theo và lần vừa rồi cũng vậy. Duy Nhất cũng sẽ sang bên Thái Lan và sẽ nhập vào khách sạn do ban tổ chức bố trí. À, khi ở đó xong thì cũng phải là đảm bảo được thời gian sinh hoạt giữ cân, và khi bước lên bàn cân xong là buổi sáng ngày hôm trước thì sáng ngày hôm sau là Duy Nhất thi đấu luôn. Thi đấu xong thì mình mẩy xước sát rồi là bập giật rồi là căng cơ, thì cái việc đấy thì ekip của võ sĩ hay cụ thể của Duy Nhất sẽ phải là làm các công tác để mà thư giãn cho võ sĩ. Và hôm sau thì Duy Nhất lại trở lại Việt Nam ngay. Thì đó là những lần đi du đấu. Mình cũng đi theo giải của Sài Gòn Mô Địch 3 mùa. Trong đó có 2 chuyến đi Trang City cũng ở trong giải đấu này, kiện này. Và ở gần Bangkok các tình trạng cũng như tương tự của thầm, võ sĩ cũng sẽ tập trung hết sức công suất để mà tập thi đấu. Trong tháng 6 này thì các sự kiện xin tiết lộ với mọi người là cũng không có tiền. Chúng ta một mình đang chuẩn bị làm một cái giải trẻ cái mục tiêu miền Nam sẽ thi đấu từ ngày 17 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6. Sau đó thì sẽ là các giải đấu như là giải trẻ cái mục tiêu miền Trung sẽ thi đấu ở Đắk Nông, và cuối tháng thì sẽ là giải vô giải trẻ cái mục tiêu toàn quốc. Còn về ngôi thì đến thời điểm hiện tại thì cũng chưa có thông tin gì về một giải đấu nào ở Việt Nam. Vào ngày sắp tối đây, hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là ngày 13 tháng 6 đến ngày 15 tháng 6 thì ở One Championship có 2 võ sĩ của Việt Nam. À đâu? Tối ngày mai 14 tháng 6, xin lỗi mọi người. Khi mọi người xem cái video này mình sẽ đăng lên lúc khoảng trưa ngày 14 tháng 6. Thì đến tối ngày 14 tháng 6 thì sẽ có sự kiện One Championship đánh ở Lumpini, một trận đấu điện thoại của giới mây. Thì sẽ có 2 võ sĩ của Việt Nam là Trần Ngọc Lượng và Nguyễn Văn Thanh đại diện cho Việt Nam thi đấu. Và trước đó những trận Duy Nhất thì mọi người biết rồi, đã thi đấu thành công và đánh bại Jojo vào buổi sáng ngày 8 tháng 6. Thì hôm nay ngày 4 tháng 6 thì sẽ có thêm 2 võ sĩ nữa của Việt Nam thi đấu. Hiện tại thì ngoài những trận Duy Nhất ra thì chúng ta có một thêm một võ sĩ nữa từng có được chiến thắng tại One, đó là Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn hiện tại chưa rõ lịch, nếu không nhầm tháng 7 Tuấn mới quay lại One. Còn ngày tối hôm 14 tháng 6 sáng ngày tối ngày 14 tháng 6 sẽ là 2 võ sĩ tiếp theo của Việt Nam thi đấu tại One là Trần Ngọc Lượng và Nguyễn Văn Thanh. Anh em nhớ bật
và ủng hộ tiếp các võ sĩ Việt Nam. Cánh chim không biết bỏ không nhiều đâu, cũng chỉ bây giờ hiện tại vẫn đếm chưa được một bàn tay mà. Nguyễn Trần Duy Nhất, rồi là Trần Quốc Tuấn, rồi là Trần Ngọc Lượng, Nguyễn Văn Thành, mới được có 4 võ sĩ thôi đến được World Championship, một giải đấu rất là khắc nghiệt, đó là như vậy. Quay trở lại với trận đấu thì nãy giờ các hai bên vẫn đổi đòn qua lại liên tục. Các tình huống của mọi người cứ xem nha. Mình thì cũng muốn cho giải đấu muốn cho trận đấu nó có thêm phần tiếng Việt, giờ mình nói thêm thôi, nhưng mà thực ra là mình cũng để cho mọi người tự thưởng thức. Nó mệt rồi. Sẽ là thi đấu 5 hiệp nha mọi người. 4 hiệp 3 phút và hiệp cuối là 1 phút. Rồi. Nói chung là thi đấu chuyên nghiệp bên Thái cực lắm, bởi vì là mọi người biết sao, võ sĩ của chúng ta thì thân từ hiệp 2 lên, đa phần các bạn toàn tập 3 hiệp 3 phút. Cho nên là khi mà thi đấu 5 hiệp thì đòi hỏi rất là nhiều thứ, để các vận động viên sẽ tăng cường phần hơi, phần lực, chiến thuật. Chiến thuật 5 hiệp sẽ khác và chiến thuật 3 hiệp sẽ khác. Thì đấy là những cái nét khác cơ bản trong các thách thức thi đấu ở môi. Như mọi người thấy thì đây là chuyên nghiệp, nhưng các võ sĩ không mặc giáp, sẽ là cởi trần, không có bọc tay bọc chân, đầu găng và lên thi đấu. Ngày hôm qua thì mình có đẩy lên thêm mấy cái video về các trận đấu của các võ sĩ Việt Nam thi đấu với Campuchia, cũng nhận được nhiều comment với nhiều inbox của mọi người. Thì các võ sĩ này đều được mời từ Campuchia sang cả. Sắp tới này, những cái giải đấu tới thì hy vọng chúng ta sẽ được mời thêm. Thì hiện tại là đa phần Campuchia họ mời Việt Nam sang, nhưng mà do cái khâu xin phép cũng khá là trục trặc, nên ra là không có tên tuổi được đi thi đấu. Chúng ta cũng đa phần là những võ sĩ trẻ và những võ sĩ chưa có nhiều kinh nghiệm để họ thi đấu tại những cái giải đấu do Campuchia tổ chức. Đó là cái lý do vì sao mà không nhiều chiến thắng của các võ sĩ Việt Nam là như vậy. Với thêm lý do nữa là các võ sĩ của Việt Nam đa phần là thi đấu thì tuấn ngã rồi. Các võ sĩ của Việt Nam đa phần là thi đấu theo các đơn vị. Các đơn vị thì thường ràng buộc rất là nhiều. Như vậy mà để xin được cái giấy phép nó sang nước ngoài thi đấu cũng cả một vấn đề. Nên là mặc dù rất muốn cọ sát, nhiều võ sĩ cũng muốn được thi đấu, nhưng mà do giấy tờ nó không có ủng hộ lắm, nên là các bạn nên đều ngậm ngùi. Thật ra thì thể thức thi đấu cũng khá đa dạng. Để bút thì cũng kèm cũng được 500 trở lên. Thi đấu càng tốt thì số tiền lên tới hàng ngàn. Đó là những cái nét mà mình, những cái thông tin mà mình biết, mà mình chuyển đến mọi người. Cũng lý giải phần nào về cái tại sao mà chúng ta sang cam thi đấu cũng nhiều là như vậy. Hiện nay theo cái máy đếm bằng cơm của mình thì cũng chỉ có khoảng chưa đến 20 võ sĩ sang Việt Nam, sang Campuchia thi đấu, và tỷ lệ hiện tại là 89%. Ok, đang đến những cái hiệp cuối cùng của trận đấu, và mình xin tiết lộ luôn là trận đấu này Diệp Minh Tuấn thắng, tại do khúc này cậu em của mình quên quay, thành ra là cũng tiết lộ với mọi người là như vậy. Ok, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi và xin gặp lại, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.